Hello, chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với bữa ăn bữa ăn tối của Lucas. Chào mừng các bạn quay trở lại với bữa ăn tối của Baniu. Và cái pizza gì đó? Funchi. Funchi pizza. With the mushroom. Mushroom. Mới nấm, có hai ba loại nấm ở trong này cả nhà. Baniu Luca đắc đắc. Hello. Chào cả nhà. Luca vừa ăn phở với mẹ xong. Luca pizza. Luca thành ăn ké của pizza. Ba nêu rồi. Oh, be careful here. Đây là pizza nấm ba nêu mua ở siêu thị chứ không phải order cả nhà. Để mình hỏi thử chất lượng của pizza này nha. Hãy nít nâng kết á. Hô. Hô. Luca mất. Hey, bị mất đây mà. Phát đúng không? Yeah, see any rock? Yeah, okay. Rock. Và đang còn nóng. Wow. Papa here in a second. Luca dạo này chơi chất nhà, một bình là nước táo và một bình là sữa. Và Luca đắc đắc cho chú Luca. Đắc. Ngon không bà Niu? Không ngon hả? Bà Niu là một người rất thích ăn thịt mà pizza này nhiều rau quá nên mình nghĩ bà Niu cũng không thích đâu. Không ngon? Rồi cả một uống bia nữa hả? Đặt được bia. Bia. Bia này là bao nhiêu mua để dành cho ngày mai ông bà nội qua. Nên là cho ông nội của bà Lucas. Đặt vào vi. Vào ông nội. Anh ấy. Ôi dồi. Ôi dồi. Cái gì vậy? Pro. Là the white Vietnamese drink beer đó. Yummy yummy, lekker, ngon không bao nhiêu? Không xích không xa có nghĩa là 5 điểm. Hôm nay pizza dở quá, bao nhiêu cũng chê và Luca cũng chê. Dở. Có vẻ có sách em pizza này. Fiero Fiero đơn kit. Là một 30% discount. Dạ. Cái này là một pizza khoảng tầm 3-4-5 euro nhưng mà bà Niu mua giảm giá 30% khoảng tầm vậy, khoảng tầm 3 euro đi cho 100 ngàn cái pizza này. Nhưng mà có nhiều nấm quá, bà Niu là không thích ăn rau. Có mais, có bắp ở trong đó nữa, mais. Bà Niu chọn sai rồi. Bà Niu không nói, bà Niu nói là bà Niu mua sai pizza rồi. Now mama do the video for papa, ate the pizza. They can tell the that have you ever seen in the supermarket? Have you seen in the supermarket? Yeah, yeah, tao, yeah, tao, ba, 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 ba. The mansion made the sauce. The alcohol. What? The man. Khi mà cái pizza nó dở quá, cay cơ. Cái bà Niu ate the pizza in it later.
dở quá nhưng cũng phải ăn bởi vì đói. Pizza này mắc cái chỗ là có bao nhiêu nấm cho trong đó thì bao nhiêu là lột ra hết, ăn vỏ không? Không ngon. Bà. Tại người Hà Lan hay nói ta, tức là không có ngon. Cái đó là dơ không ăn đầy nổi. I hate the mice. Luca, ta, bà nhiêu kêu bà, không có ngon kìa. Luca cũng thấy ngon không? Luca cũng không ăn luôn. Khá ít tên pizza mẹ papa. Pizza. Luca còn chê nữa. Bà. 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 In Vietnamese, that potato dở. 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 That potato selling mẹ đơn ngon. Sell out the sell. Yeah. Happy. Happy. Ba. Pizza bar. Oh. We have a pizza bar. We have pizza bar. Very mama. Cookie. Đây lượm điện thoại đưa lên cho mẹ, đúng rồi. Không ngon, dở quá. Không ngon, nhiệt quá. Dở, bacon. Dở. Dạ, là bacon không ngon. Phô đằng kia cóp nhé. Dạ nóng rồi. Chồng nói lần sau sẽ mua nhưng mà mua loại khác, không có mua loại có nấm hay là rau nhiều như thế. Yeah. Bao nhiêu trong này là có nấm, 2-3 loại nấm. Mắc tiền ở chỗ nấm đấy. Bà Niu nói là lần sau mua cái pizza rẻ tiền hơn á. Pizza cái này mắc tiền á, pizza rẻ hơn ở tầm 2 euro. Có một cái pizza sốt xít xong mà bà Niu hay ăn á thì ngon hơn cái này. Ăn một kiểu chán đời quá thôi, mới quay bà Niu ăn nữa, quay Luca. Lucas! Luca đang làm gì vậy? Đây, giới thiệu với bà cả nhà, đây là cái auto mới của Lucas. Ông nội. Ngoài đây, BTK in my side. Bà Niu kêu là món quà này là món quà từ ông nội. Mà bà Niu gọi là ông ngoại. Ông ngoại là BTK in the father and mother. In your side, ông nội. Thêm cái điện thoại của mama nữa. Mama dạo này làm YouTube nhiều điện thoại quá. Đây, dạo bè. Yeah. Baba. Baba đâu? Vậy papa. Vậy papa, baba đâu rồi? Đặt đi papa, nè top. Papa đó. Good. Luca đang đi kiếm papa. Baba. Mama, papa. Cucu. Đây cái kết của cái pizza mua là pizza mới. Đó là nấm thì được qua một bên, rau bắp và gì cũng bị lột sạch.
và nếu chỉ ăn cái vỏ ngoài và cái nước sốt của nó thôi. Rồi, bà Niu đã từ bỏ rồi. Chui đuôi, đắc đắc, bà Niu không ăn nữa. Lần sau không ăn nữa. Buy the wrong pizza. Bà Niu đã mua sai rồi. Lần sau bà Niu sẽ không mua lại pizza này nữa đâu. Thật ra những người mà thích ăn rau nấm thì người ta sẽ thấy cái này là ngon. Nhưng bà Niu không thích ăn rau mà lại đi mua pizza rau thế này thì đương nhiên là không thấy ngon rồi. Mama. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình.